đó này về test thử nghe được luôn. Xin chào tất cả anh em nhá. Chào mừng các bạn quay trở lại kênh YouTube của mình, Mèo Bát Sói TV đây. Các bạn ơi, vậy là gần hết một năm rồi. Đấy. Nhưng mà bây giờ nó vẫn còn có gió như mùa hè ấy. Đây anh em nhìn này. Ngoài trời tầm này nó hết lạnh rồi anh em ạ. À. Đấy. Thời tiết này thả diều nó lại là hợp lý. Ngày hôm nay thì anh em mình đang trên đường đi đổi cát một con diều các bạn ạ. Đấy. Trên tay mình đang là cái con 3 mét trước mình bảo bán cho các bạn đây này. Đấy. Mình đang trên đường đi đổi cát cái con diều này, lấy một con lắp ghép 3 mét rưỡi các bạn ạ. Đấy thì lại số nhà anh Toàn, lại đổi cát cho anh Toàn các bạn ạ. Mình đổi con này vị chi là mình phải cát thêm 1 triệu 2 nữa. Đấy, mình đổi con này mình phải cát thêm 1 triệu 2 nữa để mình lấy con lắp ghép vải zip top nha các bạn nhá. Cực kỳ xịn sò luôn. Tí nữa lấy về thì mình sẽ test cho các bạn xem. Bây giờ mình đang đi đường cầm con diều này nó hơi khó quay tí anh em ạ. Anh em thông cảm nhá. Ok các bạn ơi, và hiện tại trên tay mình đang cầm con 3 mét rưỡi à cu. 3 mét rưỡi. Cú bọ các bạn ạ. Được khuyến mãi thêm cái gì đèn. Đây? Cái đèn nó xem đèn là còn sáng nữa. Ai giờ vẫn còn sáng anh em ạ. Con này được ấy. Pat 25. Con này là Pat 25. Đuôi cá hay đuôi rái cu? Đuôi cá. Đuôi cá à? À, đây xem. À, cú bọ đây, đúng yêu cầu của mấy bạn bảo mình anh ơi anh tìm một con diều cú bọ đi, ngày hôm nay mình tìm được rồi đây. Đôi bẹn. Bẹn. Con này là bẹn à? Đôi bẹn có phải đôi cá đâu. Cú bẹn rồi. Thôi được rồi, để mình mang về nhà mình lắp cho anh em xem nhá. Tiện đi test luôn, đâm luôn. Của cháu. Ok các bạn ơi, mình về đến nhà rồi, bây giờ là cái công đoạn lắp ghép cho các bạn nhé. Xem nó nang xuống mấy này. Khít rồi đấy. Ok. Hả? Hả? Cái gì? Đuôi thì chắc bên nào cũng được đấy. Đuôi bên nào thì được. Ok, bây giờ là công đoạn mặc áo nhé các bạn nhé. Ok các bạn ơi, vậy là anh em mình đã lắp xong con diều này rồi. Cú bọ phải không? Ê, đẹp thế nhỉ? Đẹp không? Đẹp thế. Ok các bạn ơi, thì đấy, trên tay mình đang cầm một con diều này. Tổng cái giá trị của nó đến hiện tại bây giờ mình đang cầm trên tay là 1.700.000 nhé các bạn nhé. Chỉ với 1.700.000 thôi là các bạn đã có một con diều cú bọ đẹp như này rồi, vải zip top nhá. Khung tre thì bao bão cho anh em luôn. Tuyệt vời luôn anh em ạ. Đấy. Bây giờ anh em mình sẽ lắp sáo và mang đi test nhá. Phải đợi có gió mới test được. Con này nó hơi bị to. Mà giống như loại diều bẹn như này là nó hơi bị khó lên các bạn ạ. Nó không giống đuôi rái. Đuôi cá lại dễ lên hẳn, nhưng đuôi bẹn này là hơi khó lên một tí. Đẹp không? Mình chất không? Ê, đẹp thế nhỉ. Đẹp thế nhỉ. Đầu tiên mình nhìn vào đầu con trâu. Ok, bây giờ phải lắp sáo đấy. Lắp sáo. Mình sẽ cho anh em xem dàn sáo. Ok các bạn ơi, anh em mình ra ấn đồng rồi. Và hiện tại bây giờ gió nó cũng đang khá là ủng hộ anh em mình. Đang hơi có một tí gió đấy. Anh em mình bây giờ sẽ thử đâm con này nhé. Không biết là nó có lên rồi hay không. Gãy là mệt đấy. Con này phải đâm hốt nó lên được. Mình chỉ muốn biết là nó có. Bây giờ mình đâm nhá. Ai coi? Mình đâm đặt máy quay. Đặt á? Đâm ngắn thôi, không phải đâm dài đâu. Nhưng mà đặt kiểu gì? Ok, ta đặt xem. Okay, bây giờ mình sẽ đi đâm. Được chưa? Ừ.
đang quay ở cũ. Đừng ấn đấy. Rồi ok, cứ cầm nhẹ thôi nhé, không phải ấn đâu nhé. Nó tắt màn hình định kệ nhé. Ok. Rồi, bấm rồi. Rồi. Kéo đi, kéo đi. Rồi. Rồi. Giờ đây rồi nha các bạn nha. Lên được không? Giờ đuối quá các bạn. Không có gió, gió nó đuối quá, chán quá. Anh kéo về đây. Kéo đi về. Để tao xe tao kéo về được, tao tay nhá. À, rồi. Cái này quay này, đỡ rồi, đỡ rồi, nắng rồi. Không biết bị lánh hay là gió thế nhỉ. Ok các bạn ơi, vậy là anh em mình hạ cánh thành công con diều này rồi. Đấy, căn bản là trời nó hơi bị nắng và mùa đông thế đó. Hôm nay nắng đấy nhỉ, mùa đông nắng quá, không lạnh một tí nào. Mình cuốn dây đi Minh ơi. Mình chỉ muốn test xem con diều này nó lên hay không thôi. Thì đại loại là ok đấy, lên đấy, nhưng mà gió nó đuối, nó không đủ gió để cho nó lên các bạn ạ. Mình phải kéo về. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video sau nhé. Mình sẽ tìm và mình test con nào đó nó ok một tí nhá. Con nào bé bé rồi. Mùa này không chơi được diều to anh em ạ. Bé. Hả? Ừ, mai test. Mai test. Tối về voi. Ờ, tối về mày voi nhá. Ok các bạn ơi, video này chủ yếu là mình muốn review con diều này và bán lại cho các bạn với cái giá là 1,7 triệu nhá các bạn nhá. Bạn nào điên ở cả sáo. Bạn nào mà có nhu cầu mua con diều này thì inbox trực tiếp vào Facebook của mình là Nguyễn Thế Ba, hoặc là gọi vào số điện thoại của mình nhá, 0397454906. Các bạn Zalo để anh em vào việc con này nhá. Bây giờ phải đi về thôi, mệt quá các bạn ạ. Bye bye anh em.